Kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đến với một điểm tin hàng tuần số thứ 14 năm 2020 của báo Tây Ninh Online. Chương trình gồm những tin chính như sau. Dịch COVID-19 Tây Ninh thuộc top nguy cơ cao. Ban Thường vụ tỉnh ủy đồng ý tiếp tục cách ly xã hội toàn tỉnh đến hết ngày 22 tháng 4. Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 55 thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân hiến máu tình nguyện. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên đột xuất tháng 4. Chính ủy Quân khu 7 thăm tặng quà các chốt chống dịch Covid-19 trên biên giới tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh, hai bệnh nhân Covid-19 chính thức xuất viện. Từ 13 tháng 4 lấy số thứ tự online giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp. Trong phiên họp thường trực chính phủ chiều ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định kéo dài thời gian cách ly xã hội thêm một tuần đối với 12 tỉnh thành phố có nguy cơ cao, trong đó có Tây Ninh. Thủ tướng đồng ý với kiến nghị ban chỉ đạo phân loại nguy cơ dịch bệnh của các địa phương dựa trên các tiêu chí, đồng ý chia thành 3 nhóm địa phương có nguy cơ cao, nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp. Các nhóm này không phải là bất biến, cuộc họp lần tới sẽ xem xét các nhóm này để điều chỉnh. Nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương Bắc Ninh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hà Tĩnh. Đặc biệt là hai đô thị lớn trung tâm cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 10 tỉnh thành phố và hai đô thị lớn này sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến hết ngày 22 hoặc 30 tháng 4 tùy tình hình cụ thể của việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. 12 địa phương trên có thể kéo dài thời hạn này nếu như tồn tại tình trạng lây nhiễm. Ban Thường vụ tỉnh ủy vừa có kết luận đồng ý việc tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly xã hội trong phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn tỉnh từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020. Theo đó, căn cứ đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tại phiên họp trực tuyến chiều ngày 15 tháng 4 năm 2020. Tây Ninh là tỉnh thuộc nhóm 12 tỉnh thành có nguy cơ cao. Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh về tiếp tục cách ly xã hội toàn tỉnh đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020. Theo đúng tinh thần chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng có văn bản triển khai các biện pháp cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhanh các gói hỗ trợ của chính phủ cho nhân dân gặp khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo tiếp tục thực hiện cho học sinh sinh viên nghỉ học đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2020, có các biện pháp dạy học trực tuyến, tổ chức ôn tập cho học sinh có hiệu quả chỉ đạo tiếp tục tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là một số vấn đề nổi lên trong thời gian phòng chống dịch. Sáng ngày 17 tháng 4, tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 55 bằng hình thức trực tuyến để công bố các quyết định về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến Mai đã công bố các quyết định của ban bí thư trung ương đảng chỉ định tham gia ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy bí thư tỉnh đoàn, võ Văn Chủng chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh, Thanh Từ Vũ, bí thư huyện ủy Tân Biên và đại tá Ngô Thành Đồng chỉ huy trưởng bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thừa ủy quyền của ban bí thư trung ương đảng, đồng chí Phạm Viết Thanh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh thay mặt các đồng chí nhận quyết định đại tá ngô thành đồng chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh gửi lời cảm ơn tới các đồng chí trong ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy và hứa sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng kỳ vọng của tập thể ban chấp hành đảng bộ tỉnh Sáng ngày 17 tháng 4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp trực tuyến với các bộ ngành chức năng và các chuyên gia để thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phiên họp do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì. Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự có ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành hữu quan. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các thành viên hội đồng thẩm định Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp đó để hoàn thiện quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng nhấn mạnh Tây Ninh có vai trò vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và liên kết với các nước trong khu vực. Do đó, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng những đóng góp của các bộ ngành và các chuyên gia để hoàn thiện đề án quy hoạch tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cho biết, về cơ bản, các thành viên hội đồng đã thống nhất với bản quy hoạch của tỉnh Tây Ninh. Đề nghị Tây Ninh tiếp thu những đóng góp của các chuyên gia và các thành viên hội đồng thẩm định để hoàn thiện công tác quy hoạch tỉnh Tây Ninh, đồng thời phối hợp thường xuyên với các bộ ngành địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm căn cứ để tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai thực hiện. Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2020 đã diễn ra hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh với các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để bàn bạc về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người lao động bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Tham dự tại đầu cầu hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh, có Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự còn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thanh Phương. Hội nghị cũng được trực tuyến đến các điểm cầu hội trường tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị địa phương cũng đã báo cáo về công tác phòng chống dịch, những khó khăn đề xuất kiến nghị xử lý vướng mắt. Các sở ngành trình bày các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cần đổi mới cách làm, tập trung tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất kinh doanh, triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó có cải cách hành chính, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy, không lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Tân cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thành lập ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vững mắt cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trong triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh các sở ngành địa phương cần tiến hành nhanh, tránh chậm trễ tình trạng trục lợi trong triển khai các dự án hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đồng chí bí thư cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để việc thực hiện đạt hiệu quả cao. Ngày 13 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến lễ phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện. Tại điểm cầu Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 43 lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, 7 tháng 4 năm 2000, 7 tháng 4 năm 2020. Từ đó, hiến máu tình nguyện đã tạo thành phong trào rộng khắp, thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay nguồn máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân chỉ đáp ứng được khoảng 75% nhu cầu. Đặc biệt trong thời gian qua, Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, việc đảm bảo nguồn cung cấp máu bị ảnh hưởng và càng gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ thiếu trầm trọng trên phạm vi cả nước. Để hưởng ứng thực hiện tích cực thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị mặt trận các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến từ nhận thức thành hành động. Từ đó, mọi người đều thể hiện trách nhiệm, nhất là phát huy tính nêu gương để đăng ký hiến máu và ủng hộ các hoạt động hiến máu tình nguyện, tạo nét đẹp văn hóa nhân văn trong xã hội. Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành phố cần phối hợp với Hội Chữ thập đỏ để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình, các mô hình tổ chức hiến máu tình nguyện hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Sáng ngày 15 tháng 4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên đột xuất tháng 4 cho ý kiến một số nội dung dự kiến Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Phiên họp do ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Tham dự có ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại phiên họp các đại biểu nghe đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày một số nội dung về phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2019. Về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ nghị quyết số 42 ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 7, kỳ họp thứ 15 về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh bí thư đảng ủy đồng thời làm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn. Sau khi nghe ý kiến của các ban Hội đồng nhân dân giải trình của các sở ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh nêu. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện đúng theo quy trình thủ tục thẩm định kỹ lưỡng các nội dung được trình để chuẩn bị đầy đủ nội dung cho chương trình kỳ họp thứ 15 kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong tháng 5 tới đây. Ngày 16 tháng 4, đoàn công tác quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các đồng biên phòng và chốt giả chiến phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, Tây Ninh bắt đầu bước vào mùa mưa mà chỗ ở của các chốt là lều trại giả chiến nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Việc đảm bảo sức khỏe là hết sức quan trọng, phải chú ý ăn chín, uống sôi, thường xuyên rửa tay và vệ sinh nơi ở thật tốt. Trung tướng Trần Hoài Trung biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ của tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu lực lượng tại các chốt giả chiến phải luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chính ủy quân khu 7 khẳng định, Tây Ninh là tỉnh có vị trí chiến lược rất quan trọng về quân sự cũng như phát triển kinh tế. Với 240 km đường biên tiếp giáp với vương quốc Campuchia, nên việc quản lý, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay rất khó khăn và có ý nghĩa rất quan trọng. Thực hiện tốt công tác ngăn chặn dịch bệnh từ tuyến đầu biên giới sẽ góp phần quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Sáng ngày 14 tháng 4, hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Tây Ninh, bệnh nhân 117 và 118 đã chính thức ra viện sau khoảng thời gian 14 ngày cách ly theo dõi đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đây là hai bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 phát hiện trên địa bàn tỉnh và đều là người ngoài tỉnh nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu một bài. Trước đó, anh THT, 30 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và chị THL, 23 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, được ghi nhận là ca mắc COVID-19 thứ 117 và 118 tại Việt Nam và là hai bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 mà Tây Ninh ghi nhận. Sau khi vào viện và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hai bệnh nhân được y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tích cực theo dõi, điều trị. Trong hai ngày 30-31 tháng 3, cả hai đều có hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cho bệnh nhân 117, bệnh nhân 118 ra viện vào ngày 6 tháng 4, đồng thời tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại bệnh viện trong 14 ngày. Quá trình cách ly theo dõi sau điều trị từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, cả hai bệnh nhân 117, 118 đều có hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, từ ngày 13 tháng 4, cá nhân tổ chức cần giải quyết các thủ tục hành chính sẽ truy cập vào địa chỉ http2.cc số thứ tự gov vn để lấy số thứ tự đặt lịch hẹn trước khi đến giải quyết. Tại đây, người cần giải quyết thủ tục hành chính sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân, chọn thủ tục cần giải quyết và giờ hẹn mong muốn. Sau khi nhập thông tin đầy đủ, hệ thống lấy số tự động sẽ gửi tin nhắn hẹn giờ để người dân đến giải quyết thủ tục. Hiện tại, việc đặt lịch được giải quyết đối với các thủ tục do Trung tâm Hành chính Công tỉnh, bộ phận một cửa các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Riêng cấp xã chỉ đang thí điểm tại bộ phận một cửa các xã, phường trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Đặt lịch hẹn bằng cách lấy số thứ tự online Nhằm hạn chế đông người đến giao dịch tại các điểm giải quyết thủ tục hành chính ngay trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, đây cũng là bước cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân, doanh nghiệp không mất nhiều thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, qua hệ thống đặt lịch hẹn, công chức giải quyết thủ tục hành chính có thể thấy được thời gian, số lượng hồ sơ để chủ động trong việc giải quyết công việc liên quan. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình điểm tin tuần này của báo Tây Ninh Online, xin chào và hẹn gặp lại.